Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với thí sinh thứ hai. Em tên là Lê Thanh Thúy, hiện tại công tác tại công ty du lịch Cảo Thơm. Rất hân hạnh được tham gia chương trình này. Mong các quý vị khán giả ủng hộ cho em và hai bạn cùng chơi. Bạn thứ nhất tên là Thanh Thúy, bạn thứ hai tên là Thanh Thủy. Không biết bạn thứ ba sẽ tên là gì đây? Xin mời bạn.